Nghĩa xin chào cô chú anh chị nha. Ngày mới Nghĩa cũng xin chúc cô chú anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha cô chú anh chị. Hôm nay Nghĩa tiếp tục đi lấy ong. Thì Nghĩa đi sáng giờ á, thì bây giờ là 12 giờ rồi. Mà Nghĩa mới thấy được tổ đầu tiên sáng giờ, Nghĩa chỗ chạy là 5-6 chỗ rồi, nhưng mà không có tổ nào hết. Bây giờ vô đây á, thì chỗ cũ á, thì Nghĩa thấy được một tổ nhỏ cũng được được rồi cả nhà. Hôm nay mình nghĩ là chắc cũng không có được nhiều đâu. Giờ là 12 giờ rồi mà mình đi đến chiều thì không có được thời gian bao nhiêu á. Chắc mình nghĩ hôm nay là cũng thua. Mặt mình nó lép. Từ sáng giờ đi mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ mới gặp được con tổ đầu tiên. Rồi mình hy vọng mình đi kiếm cỡ chừng 2-3 tổ là hôm nay là cũng được rồi cả nhà. Từ giờ là quá trễ rồi. Sáng giờ mình vô không có trúng luôn. Chỗ anh em ta đi rồi á. Không còn ong luôn. Thôi tiếp tục đi nha cả nhà. Hên quá cả nhà ơi. Mình mới vừa bắt cái tổ trên cái bụi này xong nè, gọt bỏ vô nè. Bỏ vô thì mình dòm qua bên cái bụi kế bên luôn thì mình thấy thêm tổ nữa. Mà tổ này dòm thì cũng được lắm. Tổ này to hơn cái tổ mình vừa bắt xong. Nó nằm ở đây nè cả nhà. Để mình đi. Để mình leo lên, cái tổ này khó leo lắm. Dày không à. Nó nằm tuốt ở ngoài luôn nè. Tuốt ở ngoài nè. Tổ này sao leo nè chứ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình leo cái tổ này. Tại vì cái tổ này dòm được lắm. Hên quá, hai tổ nằm một chỗ. Coi còn tổ nào, tổ thứ ba nào nằm đây không đó. Cái tổ nằm ở chỗ này. Thì mình bắt xong thì mình dòm qua đây thì thấy thêm tổ nữa. Mà cái cây này, cái cây này leo được không trời. Cái cây này chắc mình leo không được quá. Còn không chắc mình hạ cây này, cây thì gai không à. Nè gai nè, gai nhọn điếu vậy nè. Leo lên đâm đâm bấy 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 nhảy 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 luôn á. Cây này gai không à. Chắc chắc mình hạ cây này xuống quá. Cây này cái cây rừng, cây rừng, cái cây cây mã tiền á. Rồi để mình cưa cái cây này xuống. Như vậy là cắt được rồi. Ủa ổ nằm chỗ nào à? Hút rồi kìa.
Con non. Con non một con kia nè. Cưa cái cây này xong đuối tay luôn. Cây nó cứng quá. Cưa mà nó lục nữa. Rồi hai tổ nằm một chỗ. Hên. Sáng giờ không đi không có tổ nào vô chỗ hay ẩu luôn. Dạ, hết hồn. Rồi bỏ vô tiếp tục cả nhà ơi. Hy vọng là kiếm được tổ hai tổ nữa. Mình bắt được thêm tổ nữa mà cao quá mình không có quay. Tổ non mặt đẹp lắm. Mặt quá trời mặt luôn. Bỏ vô tiếp tục cả nhà. Thêm đây cái tàn anh em ta gác lại nữa nè cả nhà. Không biết có mặt lại chưa. Tàn này cũng bự ghê. Gác lại chắc cũng đâu rồi. Khu này có người đi nữa. Có ít mặt à. Thua rồi. Anh em vô bọc rồi. Bọc còn cắt đầu bọc để đó. Đây tổ mới về nữa nè cả nhà. Nó có cục mặt rồi luôn nè. Nhưng mà cái tổ này thì nó cũng to nè. Mà bắt thì ổn. Không có cục mặt luôn rồi nè. Tổ này mình chừa lại cỡ 3-4 bữa, 4-5 bữa mình vô mình bắt. Chứ giờ bắt thì ổn quá. Giờ thì cũng có mặt nhưng mà không được bao nhiêu mặt. Bữa nay chắc lóc quá cả nhà ơi. Đi nãy giờ rã chân rã giò luôn mà không có ong luôn. Đây có tổ hình như bị khô rồi cả nhà ơi. Quá già nó khô, tổ to ghê luôn. Trời, cái tổ nó to. Nó bỏ đi rồi. Ôi, nó già. Có chớp mặt ở trên. Thôi để cho nó ăn nó. Nó cho nó đi luôn. Hết con luôn. Dạ quá sâu không. Nó có chớp mặt ở trên. Trong cái bụi này có tổ này cả nhà. Tổ non xèo luôn. Nó cũng có mặt rồi nè. Nhưng mà non. Xíu mặt. Thôi mình đi về ra xe thôi. Ngay chỗ cái tàu lá đó, đó cả nhà. Ngay chỗ cục tàu lá này mình thấy nó vô ra ngay chỗ đó đó. Mà nó vô ra kiểu lạng chạng quá. Không biết cái tổ về lâu chưa đây. Qua dòng này cỏ với gai không khó đi. Biết về lâu chưa mà thấy bay lạng chạng. Đây nè, nó kia kìa.
Nó cũng mới về cả nhà ơi. Tổ non tổ to. Tổ này cũng to nè. Nhưng mà như là mới về sao á. Thấy nó đậu kiểu kiểu lọt chọt lắm. Chắc mới về đây nè. Tổ cũng to ghê á. Cục đen thui. Thôi thua. Rồi hôm nay mình được 4 tổ rồi cả nhà. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Hẹn cả nhà những cái clip sau gặp lại cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Mình tới xe rồi.